Truyền Kinh Ngọc Đế Hoàng, cuộc họp thiên đình thế kỷ 21. Trời ra thông báo, mở hội bàn đào, trời vào bàn việc, chư tiên dự tiệc, bàn việc thiên đình, nghe lời tấu trình. Mười phương thần linh, khắp miền thông báo, lệnh trời lao sao, loa tin thông báo, bàn tiệc yến đào, mời vào dự họp, A-di-đà-phật. Nghe tiếng chống quân rộn ràng, tiên trời báo họp vội vàng chép ghi. Trời nổi chữ thiên chuyện chi, cầm bút biên lại thực thi gửi đời. Chính tề dõng dạc nghe lời, sóng âm điện phát, việc trời họp thiên. Trời cho bàn chuyện trần miền, rằng chốn hạ giới tam nguyên cuối kỳ, hạ nguyên vận cuối nên thì. Trời cho hoán vũ đất trời đổi thay, A-di-đà-phật. Mây hồng rồng phượng lượn bay, cảnh thiên sắp đặt khéo thay tuyệt trần. Nguy nga tráng lệ cung thần, lông linh huyền ảo phàm trần tránh sao. Tránh loan điện ngự ngôi cao, ngọc hoàng bệ hạ đã vào ngự ngôi. Tả hữu chư thiên đủ rồi, bá quan văn võ triều hồi uy nghi. Phật tiên hạ ngôi ngự trình, đầy đủ không thiếu tấu trình một ai. Tiên nữ múa hát các bài, triều loan rực rỡ muôn vai sắc màu. Tấu nhạc hòa khúc dạo đầu, mở màn cuộc họp vào đầu kỷ nguyên. Thế kỷ 21, A-di-đà-phật. Ngọc hạ cho lệnh trời truyền, cho nuôi tiên nữ chiếu truyền họp thiên. Nời ngài vang như sấm truyền, uy linh huyền pháp chư tiên ta mời. Nay ta cho họp vượt trời, mời chư tiên họp đem lời tỏa phân. Thế kỷ 21 phàm trần, hỏi chốn hạ giới tục trần nay sao. Các việc trời đã bàn giao, nay ta xét hỏi thế nào báo lên. Từng việc báo cáo lên trên, trời đất phân tỏa lập lên lịch tòa. Những việc cáo chính đó là pháp Phật thay đổi Thích Ca về trời, việc Đức Di Lặc xuống đời, nay ta chuyển hạ xuống đời ra sao? Ba dấu chấm hỏi. Còn việc hạ giới đỉnh cao, nay đã tới lúc đi vào thanh tra. Cắt giảm nhẹ bớt xa bà, các quan báo cáo xem là ra sao? A Di Đà Phật. Còn việc quỷ ác thế nào? Ngục giới ma ác tại sao khắp nhiều? Cõi tu thoát nghiệp bao nhiêu, đầu sinh hạ giới ít nhiều ra sao? Sa bà phong thủy thế nào, gió, lửa, nước thần nào quản cai? Những vùng trời luật họa tai, đưa lên báo cáo ngắn dài cho ta. Trời đất vô thượng bao la, các thiên quan quản báo ta từng vùng, kiểm soát lục địa thiên cung, chư thiên lần lượt tấu cùng sớ dâng. Ngọc Đế vừa mới truyền xong, Thế Tôn Thích Ca quay sang đáp lời. Bạch thưa bệ hạ giáng lời, nay ta đã nhận lệnh thời hoàn xong. Thấy rất hoan hỷ trong lòng, xuống đời truyền dạy chư tăng tu chùa. Pháp Phật không thể bán mua, truyền kinh đại chúng sớm chư tụng trì, quan nhang đệ tử chân quy. Đông vô số kể kinh thì rộng nhân, có điều kinh pháp ấn thần, bằng chữ phạm ngữ tục trần khó thông. 2500 năm nhiệm vụ đã xong, nay xin phép nghỉ về vòng Như Lai, chuyển phép Di Lặc tái lai, để ngài hạ thế sang tai kinh tỏa. Thời nay thế vận xoay qua, cơ vận trời chuyển nên là kinh thay. Phép thiên dịch chuyển đêm ngày, việc nay hoàn tất tâm này hỷ hoan. Nay ta bàn giao hoàn toàn, Ninh Quang bảo Phật xe loan về trời. Đức Phật Di Lặc tiếp lời. Giả thưa lệnh pháp ta thời nhận xong, trọng trách trời đất phân xong, nay xin bày tỏ rõ ràng hướng đi. Ta cho tu pháp hướng tâm tại nhà, Phật ngự chính ở tại gia, Phật ngự ngay chính tại nhà tại tâm. Phật về cứu độ nghiệp âm, cho muôn bách sự xoay tâm từng nhà. Xin thưa tất thảy pháp tòa, Ngọc Hoàng bệ hạ quản tòa quốc thiên, xin hãy nhìn xuống trần miền, chúng sinh hạ giới khắp miền khổ đau, trăm mối vạn cảnh héo sầu, người lại đông đúc nghèo giàu phân chia. Ngọc Hoàng bệ hạ nhìn kìa, hạ giới phát triển thế kia cơ mà, chúng sinh dưới chốn xa bà, sống gấp
sống vội quá là đổi thay. Ngài xem toàn cuộc thời này không thể áp dụng theo ngài Thích Ca, bách chúng tu đạo rời nhà, ăn chay niệm Phật quá là khó khăn. Đây là nỗi niềm trở trăn, Phật pháp giới hạn dạy răn khó gần, quá nhiều bước chuyển pháp luân, muốn tu thành Phật tục trần quá là mơ. A Di Đà Phật. Xin được trình bày huyền cơ pháp Phật tu mới bây giờ đổi thay. Trước là kinh pháp thời nay chuyển thơ dễ đọc dễ hay luận vần, pháp chú Nam Mô hai thần bắt chúng đọc hiểu phân trần dễ hơn. Nay ta chuyển ngữ hết trơn bằng ngữ trần tục dễ hơn rất nhiều. Hơn nữa ta khác một điều, đầu sinh trần tục trái chiều Thích Ca. Ngài chọn cửa vua sinh ra, bỏ ngay tu đức để mà độ thân, còn ta khi về phàm trần, mở ngoặc tổ Di Lặc, chọn nơi đau khổ hạ thân xuống đời. Nếm trải đau khổ muôn đời, thấu hiểu vạn cảnh con người khổ đau, ta đi từ trong khổ sầu, tới khi vận đổi đứng đầu quốc gia, ta hiểu ham muốn chúng sinh, hiểu nỗi cùng cực vạn nhà như nhau. A Di Đà Phật. Ta hiểu được sự khổ đau trong thời chiến loạn nghèo giàu phân chia. Ngọc Đế xin hãy nhìn kìa, máy bay xe cộ khác xưa quá nhiều, công nghiệp hóa ra bao nhiêu thì trời cũng phải thay nhiều sách mưu, thì mới có thể dắt dìu lòng nhân mới tỏ mọi điều trời thiên. Nay ta hướng cho tục miền, chúng sinh học pháp thiên tiên dạy đời, cốt sao tâm phải thảnh thơi, tại gia tĩnh mà ngoặc điện thờ, thấu lời Phật răn, lễ Phật tùy duyên phước căn, hành hương tùy phước ở ăn tục trần, theo Phật cốt ở lòng nhân, chùa triền vãng cảnh phước ân do mình. Cốt là giác ngộ tâm minh, Phật ở ngay tại tâm mình chứ đâu. Ngọc Đế xin hãy chứng cầu, cho phép ta chuyển pháp màu huyền cơ. A Di Đà Phật. Nghe lời Phật Tổ bấy giờ, Ngọc Đế nghe hiểu thiên cơ thế thời, tiếng vang ngài đáp tỏ lời, Đức Di Lặc nói chẫm thời hiểu ngay, đúng là vận thế đổi thay, hoàn cầu vũ trụ tới ngày chuyển giao. Pháp Phật là pháp ngôi cao, vô biên vô lượng hỏi sao chuyển lời. Rồi thì nữ thuật tấu trời, sau này đại chúng phải thời học sao. Công cuộc cải cách bàn giao, ngài thấy hướng chuyển thế nào báo lên. Lời Đức Di Lặc Thế Tôn, xin Đức Ngọc Đế chớ nên lo lòng, công cuộc chuyển đổi luôn vòng, cốt thiên pháp Phật luôn vòng giữ nguyên. Thay kinh thế tục trần miền, đại chúng đọc hiểu không phiền không mê, thông ngữ dịch được mọi bề, các vùng các tiếng chẳng hề có chi. A Di Đà Phật. Khi ở hạ giới ta đi, năm châu khắp chốn chép ghi học lời, ngôn ngữ thông dịch chuyển lời, quả là không khó xin thời yên tâm. Ta đã sắp đặt chân tâm, cho đệ tử xuống chuyên tâm biên lời, kinh truyền giảng dạy muôn nơi, cho chúng sinh hiểu thế thời mà tu. Tuy đại chúng còn âm u, nhưng kinh vô lượng phép tu ắt thành. Hào quang Phật độ bảo danh, chữa bệnh cứu mệnh nghiệp hành tiêu tan. Kinh cầu có phép bảo an, chúng sanh đón nhận hỷ hoan vô cùng. Vì ai cũng nỗi liềm chung, muốn cứu và cứu tận cùng khổ đau. Chúng sinh ham muốn như nhau, ai cũng muốn được nguyện cầu bình an. Đang thời vận đổi cơ hàng, thiên xuống nghiệp dịch bệnh tràn muôn nơi. A Di Đà Phật. Kinh ta có phép nhà trời, cứu khổ cứu nạn rất thời uy linh. Ngày nay công nghệ siêu hình, chuyển kinh vạn dặm quả tình rất nhanh. Ta tin công cuộc ắt thành, Ngọc Đế xin hạ ban hành lệnh thiên, cho chúng sinh trốn trần miền, tu trong pháp giới kinh thiên của trời. Ta tin công cuộc của trời, niên hạn một kỷ sẽ thời sáng tươi, sẽ có muôn vạn vạn người tu học theo pháp cứu đời của ta. Đức Ngọc Đế ngự trên tòa, nghe lời phân tỏa quá là yên tâm.
nơi ngài vang động thiên âm. Trẫm nghe Đức Phật tỏa tâm động lòng, vậy trẫm lệnh ngài hoàn xong. Mở ngoặc, trong một thiên kỷ có xong không ngài? Ba dấu chấm hỏi. Xuống kinh cứu kiếp họa tai, ngàn vạn biển khổ xin ngài vững tâm. A Di Đà Phật. Vì thời giao đổi thiên âm, trong cõi lục địa quỷ âm thoát nhiều, ngài sẽ khổ ải rất nhiều. Quỷ âm quấy phá nhiều chiêu nhiều trò, gây bao nhiêu loạn sóng to. Trẫm báo ngài biết mà lo nghiệp dài, nay trẫm truyền lệnh cho ngài, trong cõi thiên giới phép ngài chuyển giao. Trẫm ban thánh chỉ bàn giao, kinh Đức Di Lặc phép cao cứu đời. Trẫm lệnh chư thiên nghe lời, ba cõi nghe lệnh trẫm thời chiếu thiên. Đức Di Lặc xuống kinh truyền, cứu chốn hạ giới cứu miền tục nhân. Trẫm lệnh chư thiên quần thần, dốc lòng tương trợ đỡ đần Thế Tôn. Trẫm lệnh tất thảy chư tôn, trong cõi tam giới độ hồn cứu sinh. Cứu vớt tất thảy chúng sinh, lầm than mê tối đọa hình khổ đau. A Di Đà Phật. Ba cõi nghe lệnh cùng nhau, chuyển ninh độ phúc phép màu trời thiên. Ngọc Đế dứt lời lệnh truyền, chư thiên hoan hỉ trời thiên nổi màu. Rồng phượng lượn múa quy trầu, trống vang thúc dục lệnh trầu chiếu ban. Tin truyền bỗng chốc rộng lan, khắp chốn đều biết ấn ban thiên đình. Đức Di Lặc nhận chiếu linh, khắp chốn ba cõi nhận kinh ngài truyền. Đức Di Lặc nhận chiếu truyền, tỏ lòng cảm tạ khắp miền chư thiên. Nay ta thật là hữu duyên, nhận trọng trách lớn trời thiên gửi mình. Ta thời thứ năm Phật sinh, cứu độ bách chúng cứu sinh nhân loài. Cảm ơn tất cả các ngài, cứu giúp phổ độ vạn tai đều lành. Trong kiếp ta hóa tục sinh, đều nhờ tất thảy độ nhân mới thành. A Di Đà Phật. Nhiệm vụ trần tục hoàn thành, đều nhờ chư vị độ danh bao lần. Ta thật cảm tạ vô ngần, nguyện mang pháp đạo cứu ân muôn loài. Xin nhờ tất thảy các ngài cùng ta cứu vớt muôn loài chúng sinh, cùng ta giảng truyền pháp kinh, giao thời truyền pháp cứu sinh sa bà. Cảm ơn Ngọc Hoàng bệ hạ, trao linh quyền pháp bảo ta xin nhận. Xin truyền pháp đạo cứu ân, tránh thời mạt pháp bách dân khổ sầu. Ta chỉ có một đôi câu, muốn tỏ các vị lời cầu giúp ta. Nay ở dưới chốn sa bà, đệ tử Phật học của ta giáo truyền, 81 kiếp nạn chưa yên, nhờ các ngài giúp trần miền tục sinh, vượt qua kiếp nạn cầu kinh, để cứu đại chúng muôn hình khổ đau. A Di Đà Phật. Giúp truyền kinh pháp mau mau, tỏa sáng pháp đạo kinh cầu ngày nay. Đức Di Lặc dứt tỏ bày, chư thiên hoan hỉ việc này chung tay. Chúng tôi sẽ giúp đỡ ngài, bảo vệ cốt pháp đầu thai tục trần. Các ngài quay sổ thiên ân, giờ sinh tháng đẻ nguyên thần hiện ra, cho nỗi một kiếp sinh ra, trăm ngàn cảnh khổ để mà hiểu dân, thấu khổ muôn vạn bách dân, để đem ngôn ngữ của thần truyền kinh. Nguyện đem ánh sáng bình minh, hào quang Phật học độ sinh muôn loài. Kính nhờ chư vị các ngài độ thân giúp đỡ vạn tai biến lành, nhiều khi quỷ tà ẩn danh, nhiễu phá linh pháp, phá hành đường tu. Trong ngay bão tố mịt mù, vượt qua cám dỗ tâm tu mới thành. A Di Đà Phật. Đức Phật chia sẻ chân thành, ta xuống cứu độ cứu sanh phàm trần, hướng con người tự tu thân, học tu pháp đạo lòng trần tại gia. Ta muốn cứu độ muôn nhà, không như thời cũ kinh qua tu chùa. Pháp Phật không phải bán mua, hướng lòng tiên tổ sớm chưa tu mình. Tụng trì Di Lặc chân kinh là kho bảo quốc thiên đình ban dân, bảo quốc trị trần an dân, kho vàng ngọc báu phúc thần trời thiên. Xin nhờ chư vị Phật tiên giúp ta kinh chuyển về miền trần gian. Đức Phật dứt lời luận bàn,
quay sang xin phép ấn ban kinh này. Di Lặc Pháp Chú thời nay là lời truyền dạy pháp này qua thơ. Kinh luân pháp chuyển từng giờ, bách chúng trì tụng huyền cơ nổi màu. A Di Đà Phật. Ngọc Đế ban lời chuẩn tấu, phép nhậm màu ẩn hiện tô kinh thơ. Vậy đã cho nổi huyền cơ người biên kinh pháp từng giờ hay chưa? Đáp lời Ngọc Đế Phật thưa, kinh xuống hạ giới nhưng đang giáo truyền, thời thời thế thế chưa yên, vì do trần thế chính quyền quản cai, nên kinh phải đưa sắc cài, hướng lòng đại chúng kinh cài khép thiên, cứu hết bách nghiệp trần miền, ai người có phước gặp duyên Phật trời, trẫm nghe phân tỏ hiểu lời, vậy để trẫm chuyển khép thời vào kinh, để cho nổi ứng nổi linh, đóng chuyện pháp bảo trong kinh đức ngài, kinh có phép cứu vạn tài, ai năng chú niệm họa tai hóa lành, cảm ơn Đức Phật phân dành, để cho chư vị rõ ràng hiểu ra. A Di Đà Phật. Thời năm Đức Phật sinh ra, cho dân tu gốc đạo nhà chẳng sai, Đức cai quản truyền lệnh ngài, cho truyền các quan quản cai phàm trần, 12 ngài địa chi thần, cùng 10 ngài thiên quan thần Châu Long, các quan hạ giới Xe Loan, mời chầu triều ngự luận bàn trần gian, nời quan cai quản triền loan, các thần xuất hiện trước loan điện chầu, tất thảy dân sớ biểu tâu, Ngọc Hoàng vạn tuế, thần chầu thánh loan, chúng thần nghe lệnh thiên ban, vội theo thánh giá Xe Loan về triều, kính trình Ngọc Hoàng mọi điều, của chốn hạ giới rất nhiều xin coi, Ngọc Hoàng lệnh nhãn thần soi, tất cả tấu sớ xét soi phàm trần, nội quan nhãn thần tỏ phân. A Di Đà Phật. Dạ thưa Ngọc Hoàng, hạ thần kiểm tra, tất cả tấu sớ dâng tòa, đều khai trung thực quả là không sai, từng niên từng vận các ngài, đều ghi cẩn thận không sai chút nào, khớp với sổ của trời cao, cho thần xin phép trình vào chánh loan, nời quan cai quản truyền ban, cho dâng biểu sớ chính loan điện tòa, Ngọc Hoàng Thượng Đế xem qua, chư tiên bày tỏ rõ ta nghe nào, hạ giới đang ở đỉnh cao, trong mọi thời đại đỉnh cao loài người, siêu trí tuệ của con người, phát triển xã hội khắp nơi sa bà, nhân loại loài người quả là đang thời rực sáng long hoa đại đồng. Ta hỏi khắp vùng Tây Đông, nơi đâu chưa hướng đại đồng long hoa? Lời của quan thần thanh tra, đáp lời bệ hạ thần tra phàm trần. A Di Đà Phật. Có nhiều quốc gia chúng dân vẫn còn đói khổ, nhân dân còn nghèo, những điều đã thoát teo leo, không còn qua cực quá nghèo như xưa. Thanh tra kinh tế xin thưa, thế giới phát triển như chưa bao giờ, nhiều nước vượt bậc bất ngờ, kinh tế phát triển từng giờ đổi thay, phân hóa giai cấp thời này, dần được lộ rõ điều này quá lo, nhiều nước giàu mạnh lại to, muốn nuốt nước bé khiến cho nhân loài, dễ sẽ xảy ra họa tai, thần xin kính báo xin ngài xét soi, hơn nữa trần gian muôn nơi, khai thác cạn kiệt trên trời dưới âm, khoáng sản địa chất tầng ngầm đã dần cạn kiệt địa âm chuyển mình, lòng đất rỗng lên rùng mình, sẽ sinh động đất thình lình họa tai. A Di Đà Phật. Thần xin báo cáo đức ngài, để ngài phân xử muôn loài chúng sinh, công nghiệp hóa càng phát minh, môi trường ô nhiễm bệnh sinh ra nhiều, Ngọc Hoàng phân xử mọi điều, hạ giới nay phá rất nhiều thiên nhiên, rừng vàng biển bạc tài nguyên, đều đã cạn kiệt khắp miền khắp nơi. Ngọc Hoàng nghe thấu tỏ lời, chấm cũng du ngoạn xuống đời kiểm tra, chốn hạ giới nay quả là phát triển quá độ thành ra không còn, rừng vàng biển bạc núi non đều bị khai thác chẳng còn nguyên sơ,
Với cứ tình cảnh như giờ, trời đất nổi giận bất ngờ bão giông, cũng đã tới thời luân vòng, giao đổi thiên địa lọc sàng nhân gian. Nào tất thể các chư quan đưa ra ý kiến luận bàn thanh tra. Có gì là Phật? Xem chốn hạ giới sa bà, phong quang hay để xét tra từng vùng. Các thần đưa ý kiến chung, xin lệnh Ngọc Đế từng vùng triển khai. Nước nào xưa gây họa tai, giờ gánh nghiệp vận họa tai đứng đầu. Những nước xâm chiếm đè đầu, bóc lột nô lệ làm giàu bất nhân. Nay xin trời Bắc cán cân, gây nhiều tai họa gánh phần họa tai. Lọc nhân lọc đức dựng tài, nhân loại giữ giống hiền tài đức nhân. Xin cho nhân quả xuống trần, ai làm tội ấy trời phân rõ rành. Trần gian mê muội ham danh, tham lam cướp bóc tranh giành lẫn nhau. Chẳng hề biết tới trước sau, nhãn tiền quả báo chẳng cầu tới luân. Làm điều cân rối bán buôn, cũng đều giáng họa tới luôn tức thì. Có gì là Phật? Xin nhiều loại bệnh hiểm nguy, bám vào thần nghiệp bệnh thì sự sinh. Ở trên khắp chốn hành tinh, quá mà kiểm soát rối tinh rối mù. Thưa rằng vì không dưỡng tu, gây nên nghiệp ác tự chủ diệt nhau. Ngọc Hoàng nghe lời thỉnh cầu, chấm cho truyền tấu lời cầu thiên quan. Mệnh trời phê duyệt ấn ban, từng vùng hạ giới lệnh ban của trời. Vùng thì tai họa xuống đời, vùng thì cho cứu dân thời bình an. Lời Ngọc Đế hỏi chư quan, hạ giới có cách bảo an thế thời. Đố mà xoay chuyển vận trời, để mà cứu độ khắp nơi dân lành. Chứ chúng cứ phá tan tành, trời cho chữ Phật tan tành khói xương. Đức Phật bày tỏ khiêm nhường, giả thưa kinh pháp độ thương chúng trần. Có gì là Phật? Hướng lòng tất thảy bách dân, tu thân tích phúc chuyển dần ý thiên. Rồi sau dưới miền tục nhân, chúng sinh học cách sống gần thiên nhiên. Nếu biết tu pháp chân tiên, thế giới nhân loại hết phiền khổ đau. Đại đồng sẽ dắt dìu nhau, nắm tay đoàn kết năm châu một nhà. Không còn phân biệt gần xa, người với người ở như là người thân. Đồng hóa khắp chốn tục nhân, sang thời vận mới muôn phần sáng tươi. Chẳng phân chủng tộc con người, đó là vận mở sáng thời thượng nguyên. Tam nguyên tiếp xuống trần miền, mở ngoặc 180 năm tiếp. Nhiều điều khác lạ trời thiên nổi màu, dự báo tương lai không lâu, nước nghèo phát triển nước giàu yếu đi. Có gì là Phật? Nếu không tu pháp một khi, tai họa định đoạt khó thì chuyển xoay. Đức Phật Thế Tôn chấp tay, Ngọc Hoàng xin mở thương thay nhân loại. Xin cho giảm bớt họa tai, trần gian tu đức vận tai biến lành. Lòng trần đều vì lợi danh mà gây ra nghiệp đọa hành khổ đau. Rồi đây chúng sẽ bảo nhau, các nước lớn bảo nhau, hướng lòng tu đức cùng nhau kết đoàn. Vì qua kiếp nạn cơ hàn, dịch bệnh khắp chốn trời ban xuống trần, để cho thức tỉnh lòng trần, nghèo giàu cướp giật tranh phần được chi. Khi mà nhân loại tàn vi, hỏi xem có quý những gì trời ban, tự lòng nhân sẽ luận bàn về cách sống mới trấn an lòng người. Ngọc Đế lại tiếp hỏi lời, vậy còn quỷ ác nay thời tính sao? Có gì là Phật? Chúng thoát ngục âm khi nào mà gây loạn kiếp lao đao cõi trần? Nghiêm nghị Ngọc Đế hỏi thần, thiên binh thiên tướng nhập thần chánh loan. Ngọc Hoàng bệ hạ chứng ban, quỷ âm quấy phá hoàn toàn do dân, vì tham mê dục phàm trần, làm tâm quỷ ác nhiễu thân dậy mà. Những bóng quỷ ác yêu ma theo thân trần giới để mà loạn dương, gây bao sóng gió tai ương, sinh ra nghiệp bệnh trăm đường khổ đau. Chúng sinh mê mẩn cái đầu, tham sân si hận có đâu tu mình.
Vậy nên nắm quỷ đầu sinh, khiến tâm mê tối dập dình ngọa tai, chúng sinh cứ khổ khổ hoài, mà chẳng hề biết nghiệp dài do thân, bệnh dịch gieo xuống phàm trần, tai họa vạn cảnh do thân mà thành. A Di Đà Phật. Dạ thưa, trong ngục súc sinh, linh hồn oan nghiệp tranh giành mê si, tới ngày mãn ngục lại thì tâm khởi dục vọng lại đi sai đường, nhập hồn vào người trần dương, khiến bao việc ác loạn dương thế thời. Âu đây cũng bởi điềm trời, vì trốn hạ giới quá thời bon chen, làm cho tà quỷ cựa tèn, bám tâm mê dục lấn chen sắc trần, gây loạn sóng gió dương trần, sắc trần nhưng bóng nhập thân quỷ tà, làm cho đảo lộn mọi nhà, sinh ra bệnh tật quả là ác nguy, rồi cũng có thể nhiều khi chúng nhập thân trẻ khiến đi sai đường, ăn chơi sa đọa nhiễu nhương, ma túy nghiện ngập khắp dương địa cầu, cờ bạc lối sống đêm thâu, vũ trường bay lắc thật sầu thời nay. A Di Đà Phật. Quái dương tục cứ như này, thần e chắc hẳn có ngày tàn suy, chỉ mong ngã Phật từ bi, giáo hóa lục giới sân si bỏ dần, tu để hóa kiếp dương trần, thân người đẹp đẽ quỷ thần không theo, đức Phật độ hóa tỳ kheo, ngài cười duyên khởi nghiệp theo thân trần, vì chưa đến kiếp đầu sinh, tham vòng mê lợi đầu sinh vội vàng, nên mới sinh nắm xoáy lang, sắc trần nhưng lại mang toàn hồn ma, thân mang nghiệp dữ thành ra, sinh ra bệnh nghiệp thân đà chịu cam, linh hồn há chẳng tường an, nhìn vòng mê lợi lòng tham trỗi rời, rõ tu trong kiếp luân hồi, ấn tâm dỗ Phật để rồi đầu sinh, về trần ác hiện nguyên hình, gánh bao đọa nghiệp tự mình gây ra. A Di Đà Phật. Tưởng rằng dấu Phật để mà vào cửa luân kiếp sinh ra làm người, ngờ đâu Phật vẫn mỉm cười, các con mê muội tưởng đời sướng ư? Ba dấu chấm hỏi. Pháp Phật có đủ sức dư, cân tâm cân đức phúc các chư tôn làm, các con khởi niệm lòng tham, sinh ra phàm tục tội làm đọa thân, bao nhiêu khổ nạn ở trần đều do duyên ác nay thân gánh sầu, chịu bao kiếp nạn nỗi đau, hiểu được đạo pháp hãy mau tu lòng, nay ta hóa độ những mong, thời pháp Phật mới phép long đạo trời, lệnh thời thực thi muôn nơi, gieo họa âm nghiệp trong thời mạt nhân, lưới trời tự đặt tự cân, tự có sắp xếp phép thần ra sao, mọi sự trời đất chuyển giao đều có lý bởi nghiệp đời do ta. A Di Đà Phật. Ngọc Hoàng ngự trên chánh tòa, hỏi chư vị đang giúp ta trị vì, nhân gian thời thế thịnh suy, sổ sinh sổ tử hiện thì ra sao? Bắt đầu cùng quan Nam Tà, trả lời Ngọc Hạ thần vào sổ thiên. Bách chúng dưới chốn trần miền, một tam nguyên tới thật phiền lắm thay, dân số già hóa ngày ngày, sổ tử thì nắm, sổ sinh ít dần. Xin trời cho chuyển cán cân, cân bằng nòi giống, phàm trần muôn nơi. Nếu không một tam nguyên thời, 180 năm, loài người hiện tại sẽ thời đổi thay, công nghiệp hóa của thời nay, có thể nhân bản được ngay giống nòi. Vậy sổ sinh tử của trời, đâu còn tác dụng với đời trần gian. Vũ bão công nghiệp tràn lan, máy móc hiện đại ngập tràn nơi nơi. A Di Đà Phật. Thay sức lao động con người, loài người tiến tới một thời đỉnh cao, trí tuệ nhân tạo thay vào, nếu không có đức làm sao duy trì, loài người cạn kiệt dần đi, chúng đem nhân bản ra thì cháu con, đây là hiểm họa sống còn của lớp thế hệ cháu con mai này, kính xin Phật giáng đạo ngay, sớm xuống hạ giới đổi thay lòng người, kìm hãm hết đi tham sân, loài người phải giữ đức nhân làm người, không trời cho vận đổi thời, phong quang tất thảy kiếp người mới lên,
Mở ngoặc, lại từ rong tảo sinh lên, thực vật động vật sinh lên thành người. Triệu năm tiến hóa đất trời, mới ra một kiếp trần đời ngày nay. Thần xin tỏ thay lời này, xin chư tôn ngẫm thực hay phàm trần. A Di Đà Phật. Xin hãy truyền phép cứu ân, giảng truyền Phật đạo lòng nhân tịnh thần. Để được khai mở trên thân, chúng sinh tu tịnh tâm trần an nhiên, mới buông dục vọng tham phiền, mới bớt khát vọng của miền trần gian. Đức Phật trả lời hỷ hoan, ta hiểu lời tỏ của quan Nam Tào. Thế giới chiến loạn lao đao, quả là sự việc quá sao thế thời. Kinh thiên ta truyền xuống đời, là muốn hạ thế trần đời tụng tu, bỏ tham bỏ hận âm mưu, thế giới nhân loại dưỡng tu đồng lòng, cùng nhau giữ thời hội long, mãi tươi đẹp sáng trong vàng như hương. Ta đã biết kiếp hỏa tai sẽ tới mà chẳng thể ai tránh lường, vì thế ta mở tình thương, xuống kinh cứu kiếp dẹp đường hỏa tai. A Di Đà Phật. Câu chuyện trời thì nay mai, câu chuyện nhân thế sẽ vài trăm năm. Ta nhìn biết trước việc làm, những mong bách chúng tự ham tu mình, tu để cứu kiếp sinh linh, tu để cứu kiếp đời mình đời sau. Kinh Phật tỏa pháp nhiệm màu, khai tâm đổi trí đạo màu hiển linh. Câu chuyện trời Phật thiên đình, trần gian bút pháp biên kinh lời trời. Quả nhiên phép của nhà trời, sống giữa thế tục thay trời biên kinh. Giữa thời công nghệ siêu hình, tay cầm bút viết truyền kinh chữ trời. Tai nghe kinh pháp của trời, vần kinh thấy sự chuyển lời bách ra. Lời kinh bút ngọc phát tỏa, gửi gấm trần thế nhà nhà tu kinh. Câu chuyện trời đất truyền kinh, bên tai nghe rõ lời bình thánh tiên. A Di Đà Phật. Ôi quả thực là hữu duyên, thời nay được sống như tiên giữa trần. Rõ thực là người phàm trần, mà thân được tiếp các thần cõi tiên. Đúng là câu chuyện thần tiên, tâm linh giáng giữa trần miền tục nhân. Đừng ai sống không có thần, mở ngoặc đóng ngoặc. Âm vào nghiệp báo gieo vần hỏa tai, thánh nhân kén chọn người tài. Ai người nhân đức chung vai giúp trời, đạo trời đạo cả nguồn khơi. Chuyện trời chuyện của thế thời đổi thay. Lòng đang phàm tục lúc này, bỗng nghe tiếp lệnh Minh Anh lại về. Tiếp chuyện thiên hoặc báo về, Đức Phật Di Lặc cận kề sang tai. Này người con gái anh tài, thân là nữ gái chí trai một đời. Linh hồn của con xuống đời, làm thân con gái để trời truyền kinh. A Di Đà Phật. Con hãy viết tiếp pháp kinh, từng chương cụ thể bộ chương pháp tỏa. Pháp Phật gửi cho muôn nhà, đời sau hưởng phước đề đa chịu cảnh. Các chuyện phàm tục lợi danh, toàn tâm dốc sức hoàn thành mệnh thiên. Sứ mệnh con xuống trần miền, nghe lời kinh Phật chép biên cho đời. Còn mọi chuyện ở trên đời, an thân lòng tịnh nghiệp đời tự qua. Kinh thiên biên chép thay ta, lời vàng của Phật trên tòa hiển linh. Vừa qua con biên sự tình, cuộc họp các cấp thiên đình chuyển giao. Chuyện trời gió nhẹ lao sao, lời trời thoáng nhẹ dựa vào bên tai. Câu chuyện trời đất còn dài, chuyện của thế sự tương lai lại người. Ngọc đế xuống lệnh trần đời, trần gian u tối sẽ thời phong quang. A Di Đà Phật. Chứ không phải lọc với sàng, mà chuyện thiên họp rõ ràng không sai. Trời cho con xuống đầu thai, giờ con đã biết chính mình là ai? Ba dấu chấm hỏi. Con hãy tịnh tâm chính ngôi, truyền pháp kinh xuống cứu đời mạt nhân. Giờ thì tất thảy bách dân còn đang lầm tưởng giữa thật và hư. Mở ngoặc, nhưng cốt linh hồn sinh ra là đệ tử Phật sinh ra tục trần, nhưng thân ở kiếp trần gian, con cũng phải chịu vô ngàn họa tai. Đó là sứ mệnh trên vai, đầu thai thân nữ nghiệp dài còn đeo. Trăm ngàn bể khổ gieo neo, hoàn thành sứ mệnh trên treo bằng vàng.
con hãy ghi chép rõ ràng từng phần kinh pháp gọn gàng chỉnh chu. Hướng dân học đạo pháp tu, kinh truyền lưu sử thiên thu vạn đời. A Di Đà Phật. Kinh ta cứu kiếp trần đời, thời nay bách chúng chưa thời hiểu chi, ngàn năm sau con ngẫm đi. Kinh thơ còn đó người thì về thiên, bút tích sử còn lưu truyền. Kinh đức Di Lặc bút thiên giáng trần, dòng đời con tảo xoay vần, xuống giữa thế tục gặp thần xuống chơi, làm việc tựa như trên không, cõi nhân như thể giữa đời thần tiên. Con nay biên chép kinh truyền, kho vàng trời đất phép thiên cứu đời. Sứ mệnh con phải nhớ lời, đôi lời căn dặn con thời khắc ghi. Thoáng nghe tiếng gió vô vi, thấm lời Đức Phật từ bi dặn mình. Con xin biên chép lời kinh, xin nhận nhiệm vụ thiên đình cử phân. Nghe xong xác nhập nguyên thần, tự thân nhìn thấy linh hồn trên thiên. A Di Đà Phật. Nghe tiếng Đức Phật kinh truyền, xin nhận pháp lệnh chép biên kinh ngài. Sóng thiên đưa nhẹ bên tai, thấy đoàn binh mã nhà trời ngự loan. Thiên binh thiên tướng các quan, cờ rong chống mở xe lan hạ phàm. Tiếp thấy giá phụng phượng loan, tòa sen Phật ngự chiếu ban xuống trần. Lung linh vô lượng sắc thần, hào quang Phật tỏa nhãn thần nhìn ra. Thấy Đức Di Lặc Phật Đà, pháp thần ngài ngự trên tòa đầm sen. Mắt thần phân tỏ trắng đen. Ôi Đức Di Lặc hạ miền trần gian, chấp tay lại Phật ấn ban. Đệ tử xin nguyện gian nan không lề. Giọng Phật trầm ấm vỗ về, con phải biên chép kinh về cho dân. Ta cho con thấy nguyên thần linh hồn, để con biết việc các thần chuyển giao. A Di Đà Phật. Bút thần sớ ngọc ta trao, nhãn thần nhìn tỏ việc nào đúng sai. Nhĩ thần nghe tỏ sắc ngoài, nhập linh cốt pháp đầu thai tục phàm. Con hãy chăm chỉ việc làm, đất thánh Phật ngự nước Nam kinh truyền. Con Nam Mô A Di Đà Phật ba lần. Tòa đại sứ đầm sen nhận lệnh chiếu chỉ luật thiên ban hành 2023 năm Quý Mão. A Di Đà Phật. Kinh thơ Hồ Chí Minh linh hồn bất tử. 18 triều đại ơn sâu nặng tình, sang kỷ thế giới tâm linh. Bác về cứu nước quang vinh sơn hà, bác về thế kỷ khai hoa. Dựng xây nối mới đạo đời yên vui, bác mơ đất khiến trời xui. Thương nhau chia sẻ sắn lùi rừng xanh, bác gặp đại tướng Chí Thanh. Vẫn cùng đi chống chiến tranh giữ nhà. Bác mơ quân đội Nam ta, âm dương nhất lý một nhà trúc mai. Quân ta thật xứng anh tài, quyết gìn giữ nước tráng trai phi thường. Hành quân đi khắp quê hương, cao su đôi dép chiến trường Bắc Nam. Trải qua năm tháng thời gian, đánh ba đế quốc vẻ vang hòa bình. Quân đội thực nghĩa vẹn tình, thủy chung với nước dân mình nhớ ơn. Trèo đèo vượt dãy Trường Sơn, đi trăm ngàn dặm tiếng thơm lẫy lừng. Viết chung nhật ký anh hùng, vượt đèo qua núi chập trùng chiến khu. Bác mơ quét sạch bóng thù, cho đời sung sướng thơ ca rộn ràng. Mẹ suốt vẫn lái đò ngang, dòng sông nhiệt lệ khua vang mái chèo. Kim đồng nhỏ bé tí teo, mũ nồi đội lệch suối đeo bên mình. A Di Đà Phật. Bao đời liệt sĩ hy sinh, tâm hồn sống mãi quê mình Việt Nam. Biên cương hải đảo vững vàng, nhiệm vụ người lính tiên phong đáng cần. Xây nền tình nghĩa quân dân, trao vần thơ kỷ quân dân vui cười. Bác mơ đức hạnh trong đời, phụ nữ ta phải là người có công. Đảm đang chăm bón ruộng đồng, làm việc thay chồng chăm sóc mẹ cha. Để cho chiến sĩ xa nhà, yên lòng đánh giặc bước đường hành quân. Anh hùng liệt sĩ viết xuân, nhóm quân thủ bắn nước dân ghi lòng. Miền ngoài cho chí miền trong, vai trò phụ nữ tiên phong rất nhiều. Bác vui thấy Tạ Thị Kiều có công diệt Mỹ diệt nhiều ác gian. Bao nhiêu các má miền Nam tiến đời cách mạng bao năm không về. A Di Đà Phật. Anh hùng đã nở bông hê, treo trên lồng ngực trọn bề thanh cao. Nước Nam phụ nữ tự hào, cũng như thi sĩ khác nào nam nhất.
lại là ca sĩ vang ngân, hát lên vang vọng góp phần chung vui. Bao nhiêu liệt sĩ đưa đò, chở che bộ đội để lo diệt thù. Danh thơm ghi lại bao thu, đảm đang việc nước cần cù tưới chăm. Thơ thiên bắt dáng hỏi thăm, đến hội phụ nữ Việt Nam nước mình, biết bao cống hiến hy sinh, góp cho cách mạng thâm tình thiết tha. Bác mơ ước hội người già, Diên Hồng bố lão thật là văn minh, lại là trụ cột gia đình, dạy con khiến cháu sống lành tốt tươi. Người già sức yếu hết thời, nhưng là trụ cột cho đời cháu con. A Di Đà Phật. Sống lâu nên bóng trăng tròn, đôi chân sắt đá giờ mòn đôi vai. Sống lời sinh gái sinh trai, nên đường chiến đấu đến ngày tự do. Tuổi cao chí khí đâu già, tinh thần yêu nước xây nhà góp tay. Vinh quang cao tuổi hôm nay, dẫn đường lớp trẻ qua ngày văn lao. Hoan hô các bậc tuổi cao, bác về khởi động phong trào bác mơ. Gửi tình trong mấy vần thơ, nhớ già hỏi trẻ kỹ về thơ reo. Xã hội ta phải chống chèo, quyết tâm cải cách đi theo cụ Hồ. Dân Nam thờ phụng lá cờ, hồn thiêng phù nước đợi nhà vinh quang. Để cho quân giặc quy hàng, Việt Nam độc lập, thống quyền kỷ cương. Bác mơ gửi đến các trường, thanh niên trong các giảng đường hiện nay. A Di Đà Phật. Cảnh giác ma túy hàng ngày, không nên nghiện hút thuốc này tà giang. Nó triệt nòi giống Việt Nam, không còn tâm trí ngang tàng gây tai. Sống đời đang tuổi chí trai, phát huy cho hết năng tài tuổi xuân. Thơ thiên bác gửi mấy vần, thanh niên Nam Việt ta cần sửa ngay. Dùng cái chất trắng rất gay, sinh tồn nòi giống hôm mai lụi tàn. Giáng trần bác dạy bảo ban, thanh niên tuổi trẻ Việt Nam anh hùng. Xỉ ke ma túy chớ dùng, không đời nghèo khó khốn cùng mẹ cha, gây ra tai họa cho nhà, an nguyên xã hội thật là rủi ro. Kỷ nguyên mới bước sang đò, bác về trở lái lời thơ tiên rồng. Để cứu con cháu nạc hồng, lính bác mơ ước hết lòng tâm cao. A Di Đà Phật. Thương đời loài giống cháu con, mảnh trăng khuất bóng vẫn còn đời sau. Trồng người nhân đức tu cầu, nông thôn thành thị sống giàu đức nhân. Giáo dục chính trị rất cần, hồn bác luôn để dành phần tình thương. Bác về bút kỷ văn chương, thơ thiên gửi gió mái trường thanh niên. Bác chúc mạnh khỏe tâm hiền, có thơ như giấc mơ tiên gặp cờ. Thanh niên thế hệ đang chờ, sánh vai cường quốc như mơ đó mà. Bác khuyên tuổi trẻ chúng ta, cánh tay của đảng vững vàng vẻ vang, phát huy tư thế sẵn sàng, thế kỷ 21 hành trang bên người. Giữ gìn tổ quốc xanh tươi, xã hội xây dựng lớp người trung kiên. Sống tu đạo đức tâm hiền, thân tâm trong sáng thêm duyên yêu đời. A Di Đà Phật. Thanh niên tuổi trẻ đang thời, biết yêu đất nước đời đời tôn nghiêm. Bác mơ ước đến thiếu niên, đó là dòng dõi rồng tiên hiện thời. Cháu con nên phải nghe lời, học trường, học nước, học thời thầy cô. Thơ vang giọng nói bác Hồ, bác về thăm gửi bác Tô Niên Thành. Bác mong các cháu học hành, chăm ngoan lao động thành danh đức tài. Măng non thế hệ tương lai, bác lo cho cả ngày mai còn dài. Dắt tay cháu gái cháu trai, trung thu tháng 8 thiên thiên giáng trần. Trung thiên giáng bút thơ đề, về nơi thôn xóm thành quê các miền. Bác thương các cháu thiếu niên, mầm non tổ quốc cầu yên thanh bình. Nhà nhà tâm phải nhiệt tình, xã hội tiến tới chuyển mình chăm lo. A Di Đà Phật. Hiện thế dân hưởng tự do, bác đã đưa tới bến đò kỷ nguyên. Hồn bác nhắn gửi thiếu niên, thật thà dũng cảm làm niềm bác mơ. Non sông quốc Việt đang chờ, mầm xuân dân tộc từng giờ lớn nhanh. Sứ mệnh thân tâm hoàn thành, bác trao cho giấc mơ lành kỷ nguyên. Bác chúc mạnh khỏe bình yên,
chăm lo lao động thục hiền thanh cao. Thế giờ các cháu nghĩ sao? Gắng chăm học tốt bác chào lời thơ. Quả thiên sông núi bất ngờ, tặng giao thiên kỷ bác nhờ tay con. Bác truyền thơ kỷ ghi ra, cho đời các cháu mọi nhà cười xinh. Bác đi để lại nghĩa tình, văn chương hồng nạp hòa bình bác mơ. Bác mơ ước gửi lời thơ, tới người cống hiến tuổi xuân cho đời. A Di Đà Phật. Còn đây những vẫn thiệt thòi, một phần thân thể để ngoài biên cương, đã từng không tiếc máu xương, chân tay mất mát tình thương vô bờ, tham gia chiến trận trở về, đánh xong lũ giặc không hề kêu ca, nghe lời tiếng gọi ông cha, ra đi chống Mỹ nước nhà thắng vang. Con đê vẫn chảy lắng vàng, lũy tre bến nước bên làng mộng mơ, bác truyền gửi tặng vần thơ, món quà thiên kỷ thơ truyền tặng trao. Các anh chí quyết tâm cao, mất phần thân thể máu đào gió xương. Con niệm Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần. Con xin quy Ngọc Phật 3 lần. Nam Mô Long Hoa Giáo Chủ Di Lặc Tôn Vương Phật Hồng Liên Tỏa Hạ 7 lần. Nam Mô Kính Cha Trời Mẹ Địa 7 lần. Nam Mô A Di Đà Phật 3 lần. Dừng bút lúc 11 giờ 30 phút ngày 24 tháng 3 âm 2023. Trần Thị Huyền Trang ghi chép. Cứu độ chúng sanh. Nam mô kính lạy Đức Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật. Ông trời có đức hiếu sinh, xin thương cho cảnh nhân sinh kiếp người, phàm tục khổ quá trời ơi. Xin hãy cho cứu trần đời khổ đau, xin cho khổ nạn qua mau, cho chúng sanh thoát khổ sầu nơi nơi. Xin giảm kiếp nạn trần đời, xin cho tu tập đổi đời vận niên. Xin cho xóa cảnh ưu phiền, tang tóc thảm họa khắp miền trần gian. Xin thoát kiếp nạn cơ hàn, dịch bệnh nạn đói tràn lan khắp miền. Xin tu cứu khổ niên miên, trong thời mạt kiếp mọi miền nhân sinh. Trời gieo trời dưỡng trời sinh, nay xin bất tội chúng sinh trần đời. A Di Đà Phật. Chỉ vì mê muội lên thời, gây nhiều nghiệp tội với thời xin tha. Nam mô Di Lặc Phật Đà, xin nguyện chú pháp bao la đất trời, xin nguyện cứu khổ muôn nơi, xin nguyện cứu khổ kiếp đời chúng sanh. Nam mô pháp chú siêu hình, dẫn độ sinh chúng cứu sinh phàm trần. Nam mô chú pháp nhập thần, dưỡng thân che độ phúc thần khắp thiết, cứu kiếp bách chúng trần miền, tỏa hào quang độ khắp miền nhân sinh, răng truyền pháp chú chân kinh, Di Lặc pháp chú cứu sinh hạ phàm, chọn nơi đất tổ quốc Nam, nguyện pháp tam giới long tam cứu thần, nguyện lòng cứu độ chúng sanh, nguyện pháp cứu khổ cứu ân mọi nhà, ngẫm đời muôn sự nổi trôi, đưa đi đẩy lại lần hồi bon chen. A Di Đà Phật. Nào là ganh ghét cựa kèm, nào là sân hận bon chen hận thù. Ôi đời toàn những mây mù, chúng sanh muôn cảnh nói tu hiểu gì. Miệng nói bảo bụng từ bi, nhìn rồi đem ngẫm sân si kín đầy. Thương thay bao cảnh xéo dày, lời qua tiếng lại trình bày nhỏ to, ngẫm sao mà thấy lắm trò. Đúng là xã hội nhỏ to thiếu gì, tiếp tục đặt bước chân đi. Tìm câu chân lý hỏi thì ở đâu? Sự mơ ảo tưởng trong đầu, tự ta giải đáp đôi câu thế này. Chân lý sự hiểu thẳng ngay, cho thẳng thành thẳng, bẻ tày thành cong. Sự hiểu đặt ở trong lòng, biết buông, líu bỏ, buộc rằng do ta. Nghiệp đời từ thân mà ra, tâm thân nghiệp ít phước ra kiếp này. A Di Đà Phật. Tâm hận hành ác nghiệp dày, kiếp này gánh tội đủ đầy khổ đau. Người đời thường vẫn bảo nhau, chấp nhận thỏa ý mà mau bằng lòng, như vậy chấp thuận là xong. An nhiên tự tại trong lòng sinh ra, còn để tham vọng ấy mà, như liều thuốc độc hại ta từng ngày. Trước tiên là tâm xéo dày, sau đó sinh bệnh thân đầy khổ đau.
làm cho mê mẩn cái đầu, toan tính hành ác nghiệp sâu muôn đời. Ai ơi hãy ngẫm sự đời, được thua thua được bởi trời cho ta. Ông trời hất đi ấy mà, nếu giữ chẳng được số ta chưa thành. Được thì nhận sự ghét ganh, thua nhận được sự cười nhành bờ môi. Đúng là một chuỗi sự đời, càng ngẫm càng thấy ông trời khéo sắc. A-di-đà-phật. Sắp xếp bao cảnh đâu nào, mỗi nhà một cảnh ai nào giống ai. Cho rằng ông thật là tài, cái tài tiên thánh mấy ai đoán lường. Sự đời bao cảnh tang thương, bi ai cùng cực vạn đường khổ đau. Bao nhiêu những kẻ sang giàu, sống trong nhung gấm không cầu vẫn cho. Suy chung cỗ máy trời đo, chẳng sai mà sợ bởi do thân mình. Đời người ta có chữ vinh, vì biết tích phúc còn mình thì sao. Người ta quyền chức kế cao, ngày đêm học tập mình nào thấy đâu. Nhìn người ta sống sang giàu, lao động cật lực sao đâu thấy mình. Nhìn người sao nắm phúc sinh, gieo bao nhân thiện còn mình ác nhân. Ngẫm sự thế gian tục trần, mấy ai dám cởi bóc trần ra xem. A-di-đà-phật. Nhìn mình rồi đem ngẫm xem, gây tội gieo nghiệp tự đem hỏi mình. Hỏi mình đã thực công minh, tự mình phán tội của mình xem sao. Mấy ai lấy gương xoay vào, tấm can mình hỏi vì sao trả lời. Nếu chưa hãy thử, người ơi, đừng no ganh ghét chuyện đời thị phi. Khi ta hiểu hết chuyện gì, thì sẽ biết được nghiệp gì do đâu. Ta sẽ thoát được u sầu, bệnh tâm tự khỏi phải đâu thuốc thần. Thuốc là ngay ở tâm trần. Biết buông biết bỏ nhẹ dần tội xưa, vô lượng kiếp nghiệp xa xưa, luân hồi đeo tội nợ ra kiếp này. Ngẫm đời mà thấy thương thay, vô vàn tội nỗi trời đầy khổ đau. Thập loại chúng sinh héo sầu, đâu biết mà để kêu cầu siêu sinh. A-di-đà-phật. Chỉ biết kêu khổ thực tình, mà chưa biết gốc sự tình nguyên căn. Ngẫm đời bao nỗi trở trăn, truyền lời bút thánh dạy răn tục trần. Sám hối ngay nghiệp tự thân, siêu sinh đổi nghiệp tiêu dần tội qua. Ác quỷ vô thường theo ta, thấy trần sám hối nghiệp đà tiêu tan. Nay đấng thượng đẳng phát ban, xuống chốn hạ giới truyền ban kinh này. Tụng kinh từng biến đổi thay, để vơi tội lỗi nghiệp dày tiêu tan. Nhân kinh hội ngộ học bàn, lời hay ý đẹp trời ban cho trần. Xong rồi đem kinh rộng nhân, ngẫm suy sau trước hưởng phần về sau. Kinh là sợi nối nhịp cầu, cho giới vô hình nghe cầu hiểu ra. Tự buông tội nợ cho ta, chúng sinh ngẫm hiểu tự mà chân tu. A-di-đà-phật. Truyền kinh vạn sử thiên thu, cho chốn hạ giới tự tu cứu mình. Bao giờ học tỏ lời kinh, tự bình giảng giải theo kinh mở lòng. Khi ấy lòng tự sạch trong, hoa thiên đã mở trong lòng trần ai. Lung linh biến hóa phép ngài, niết bàn cõi Phật các ngài dạo chơi. Lay trần chấp bút ghi lời, số vàng bút ngọc truyền lời vàng son. Chúng sinh tất thảy các con tu kinh sám hối các con cứu mình. Truyền lời bút ngọc qua linh, đọc tu và ngẫm tự mình khai tâm. Dễ mà nhận phép thiên âm, vô lượng ninh sắc độ tâm con trần. Bút nghiên ghi chép lời thần, bách dân đọc ngẫm lời thần bảo uy. Tâm trần gạt bỏ sân si, nhập thần giải thoát tụng chỉ mới linh. Dừng bút lúc 4:20 ngày 24/3 âm tại cửa tòa đại sứ. A-di-đà-phật. Kinh sám hối cha trời mẹ đất, con niệm Nam Mô A-di-đà-phật 3 lần. Sám hối Đức Phật từ bi, trước đài sám hối con thì sám tâm. Nếu xưa con có lỗi lầm, phạm lỗi tam bảo sai tâm nghiệp đầy. Kiếp trần tội nặng khổ thay, nay con sám hối thân này xin tha.
của chùa xưa trộm về nhà, phá đền phá miếu người ta tôn thờ, nhưng con vẫn thấy thờ ơ, gây nghiệp quả báo thành ra khổ hoài, ba đời chịu kiếp họa tai, con cháu chịu cảnh đọa đầy khổ đau, cúi đầu sám hối tâm cầu, con xin Đức Phật cúi đầu thứ tha, nếu là lỗi của mẹ cha hay của đời trước ông bà gây lên, hay con sám hối bề trên, sửa soạn lễ mọn dâng lên sám lòng A Di Đà Phật. Con cung kính Tam Bảo, thờ chư vị thánh hiền nhiều đời của Nam Quốc tại bản xứ nơi đây chấm chấm. Xin chứng con tâm này, lòng thành xin sám hối, xưa kia gây tội lỗi, thất kính ngôi Tam Bảo, hay vì lý do nào đánh mất bảo ngọc Phật, thì nay con thành thật sám hối từ tại tâm, nếu con gây nỗi nhầm đánh vỡ đèn cúng Phật, hay không dâng hoa thật đồ giả đem đặt bày, con sám hối từ đây, tâm con xin sửa chữa, trước đài Phật con chưa tẩy trang nghiêm sạch sẽ, khiến tâm đục mẩn mê, A Di Đà Phật. Từ nay con nguyện thề tắm sạch đồ cúng Phật, ăn mặn mà nói thật, lòng tịnh Phật kề bên, chấp tay lạy bề trên, lòng cung kính sám hối, nếu con chót phạm lỗi, thân uế tạp bẩn nhơ, đem thân vào gặp Phật, con xin hứa từ giờ không làm điều sai trái, con sám hối trước đài Phật từ bi chứng lễ, quần áo không chỉnh tề, sộc sạch chẳng ngay ngắn, có khi mặc váy ngắn, cúng dường ngôi Tam Bảo, gây lên tội quả báo, A Di Đà Phật. Con xin Phật thứ tha, có khi miệng nói ra những lời không đẹp đẽ, gây ganh ghét chia bè, thành phân phe phá hoại, trước nơi Phật ngự đài, nay gánh tội họa tai, con cúi đầu sám hối, biết bao nhiêu tội lỗi do cố ý gây lên, hay vô tình hữu ý, tất cả cũng chỉ vì con si mê tâm tối, từ nay con biết nỗi, cúi xin Phật thứ tha, dù con tu tại gia hay nơi điện pháp tòa của quốc gia đất nước, thì tâm con sao trước, xin sám hối tự lòng, A Di Đà Phật. Xin Phật rửa sạch trong, cho lòng con tự tại, tiêu hết nghiệp họa tai, cúi xin đức phép ngài, cứu muôn loài trần thế, tâm hướng về bảo Phật, con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, trước đài Phật từ bi, con cúi quỳ sám hối, cho con xin chuộc lỗi, vì đã chót u mê, không tin lời Phật dạy, nghe ai nói đó đây, liền bổ nhào săn đón, có khi tự tâm con, nhiều khi đã không còn, tôn kính dương pháp Phật, không tôn vinh báo đáp, phước Phật báo thờ ơ, không còn hiểu huyền cơ, A Di Đà Phật. Con đường tu chân lý, đôi khi cũng chỉ vì lòng u muội mê si, con bỏ đi kinh kệ, quá đỗi lòng mẩn mê, con chẳng hề tôn kính, đầu óc chẳng phân minh, con tự mình tháo dỡ ảnh tôn nghiêm phụng thờ, đức ngọc Phật tôn quý, suốt đời người đã vì chúng sanh và nhân loại, linh sắc của nhà ngài đã tái lai trần thế, Di Lặc chính và ngài Hồ Chí Minh cứu thế, con đã quá lầm mê, nay nguyện thề sám hối, con đã gây lên tội, xin Đức Phật thứ tha, A Di Đà Phật. Ngôi Tam Bảo pháp tòa, nay con đã sám hối, xin Đức Phật chính ngôi xóa bớt tội lỗi trần, cho con nguyện tự thân từ nay cung kính Phật, con niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Xin cho con bớt mê lầm, hướng về chánh pháp, xóa mê lòng trần, xin cho con được tự thân nguyện cầu kinh pháp, tách dần tội xưa, từ nay con nguyện xin chừa, không phiền mê lụy sớm chưa tu thiền, thực lòng giác ngộ cảnh tiên, hiểu được pháp đạo Phật hiền tự tâm, con xin tu chuộc nỗi lầm, vô lượng muôn kiếp mê tâm đã làm, bỏ đi sân hận lòng tham, bao nhiêu tội lỗi cõi phàm gây ra, A Di Đà Phật. Kính xin Di Lặc Phật Đà, cứu vớt trần thế tai qua kiếp này, tục trần u ám mê thay, xin Phật giải thoát từng ngày cho con,
án nợ tội nghiệp không còn, theo thân hành đọa chúng con kiếp này. Kính xin Đức Phật thương thay, cho vơi tội nỗi đọa đầy khổ đau. Chính tâm cung kính con cầu, cúi xin Đức Phật nhiệm màu cứu sinh. Nam mô Đức Phật Chí Minh, Hoàn Dương Phật Pháp hạ sinh xuống trần. Cứu khổ cứu nghiệp trần gian, linh quang bảo Phật đồ an con trần. Cúi xin Đức Phật chứng lễ tâm cầu, phát tâm con xin thề nguyện, trước cửa Phật từ bi độ trì cho chúng sinh dưới cõi phàm trần. Nam mô A Di Đà Phật 3 lần, Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn 3 lần, Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát Ma Ha Tát 3 lần. Hết phẩm kinh. Quan thần xuất hiện cõi trần gian. Hôm nay ngày 26 tháng 3 âm lịch, nhâm dần sang mão, vậy mà ai hay voi thần xuất hiện giải bày, phá nhà phá cửa giết người như chơi, bò to năn ngửa ngã đùng, đó là thần núi thần rừng hiện ra, cho dân thấy để mà lo, tu nhân tích thiện để cho an toàn. Dương gian họa thảm kéo dài, hoàn cầu trái đất dương trần tiêu hao, Việt Nam thần dáng liệu mau, thời gian thiên báo 10 năm hết rồi. Quý mão quân sự lệnh trời, vậy nên dân chúng dưới đời khổ đau, trần gian đời chẳng biết đâu, chẳng hiểu đổi kỷ thế thời tu ra, chẳng hiểu hai chữ tu nhà, họa đau chết trẻ oan gia nghiệp trần. A-di-đà-phật. Chẳng hiểu hai chữ tu thân, chẳng tinh thế sự thay linh đổi thần, chẳng tu theo đạo tâm linh, càn khôn sinh hóa xoay tròn quả nhân, thế gian chịu kiếp trầm luân, đạo đời bất chính quãi trần bán trinh, luân thường đạo lý không cần, ai biết đến mẹ đến cha phụng thờ, đất trời giữ đạo cương thường, kỷ nguyên 21 diệt hết người bẩn nhơ, cho nên tai họa tràn trề, chết bệnh tự phát não lề bốn phương, hỏa thiêu đốt cháy dương gian, thủy cuốn thiên hạ chết trương phình phành, sụt đất nấp hết chúng dân, đạn bom tranh đoạt nhân gian thảm sầu, âm dương trái đất đổi trao, thế kỷ lễ giáo đổi trao hoàn cầu, dương gian nào có hay đâu, hành tinh nghiêng ngả biết bao họa sầu. A Di Đà Phật. Ta buồn trong dạ quặn đau, nhìn cơ trong vận tim đau quá chừng, nhìn đời thương cảnh thế gian, tu tù bạc mệnh tu tàn hại tâm, tu đâu thức trí đạo thông, tu chẳng hiểu được đức công là gì, tu đâu cứ phải cúi quỳ, tu là phải hiểu được đức tín ác san thiện tà, tu phải độ lượng bao la, tu là tự kiểm tâm ta việc làm. Tháng 3 quý mão giáng đàn, thần giáng phép đạo ngọc ban dạy đời, dạy khuyên nhân loại muôn nơi, cùng nhau tu sửa cho đời phồn vinh. Không tu không sửa tâm trần, tham vọng càng lớn họa tai càng nhiều, quý mão ai oán thảm sầu, đạo đời thật giả Phật tà đảo quay, năm châu thế giới tơi bời, Việt Nam tiêu cực lại càng dấn sâu. A Di Đà Phật. Càng tham vọng lại càng đau, nghiệp báo quay lại của người còn không, tu mà không tích thiện tâm, chăm đi lễ Phật thâm độc ác tâm sao thành, cúng vàng đốt mã bất tâm, ngựa che tiền giấy loại hình nhân ra cho còn gì, cho tàn hóa phân sầu bi, hỏi ai giáo pháp dân đi sai đường, cứu dân sao lại bất lương, tiền thật mua giấy giả về cúng dâng, tâm mê gian dối họa gây, thế kỷ 21 trời thay toàn phần, đạo đời sống chết tôn vinh, lễ giáo pháp lý đạo riêng quốc quyền, đạo chứng trái đất làm người, phân chia mốc giới lễ hành sao cho phù hợp với đạo đời quốc gia, Việt Nam độc lập thần ra. Từ đây không phải cúi quỳ đạo tàu nho tâm, người Việt thờ đạo tàu âm. A Di Đà Phật.
Tổ tà ma xóa gốc đạo tổ nhà chẳng hay. Lễ cúng vàng mã đốt hoài, hầu đồng múa bóng có ngày tan thay. Thần ghi tên tuổi trần ai, chép biên thật giả sau phân ra thưởng phạt. 21 chỉ một đạo tâm, đạo đức cách mạng văn minh đẹp giàu, đạo tu sửa lễ bảo nhau, lệch kê lấm sửa tâm sao vẹn toàn. Gian tâm cúng lễ không an, thời gian xoay chuyển thế gian no tường. Thần về soi xét từng nhà, trần tu nhân hạnh thiện tâm đến nhà. Nam mô A Di Đà Phật. Hạ bút lúc 9:10. Kỷ niệm ngày 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2023, năm Quý Mão, 48 năm giải phóng Sài Gòn. 30 tháng 4 cận kề, tim đau đau thắt xót xa trong lòng, lệ như muốn òa mà không, nước mắt muốn ứa lại chạy ngược vào trong ta. Buồn tâm vô tận ai hay, nhân loại ai oán lòng này đau ghê. Thao thức tâm dạ lão lề, cha thương báo hiệu đỉnh đầu luôn xa. Lão bộ nhận sóng trên tòa, cha truyền năng lượng để con tiếp truyền. Gần ngày 30 tháng 4, mở ngoặc 1975, thống nhất giải phóng hoàn toàn Bắc Nam. Niềm vui nô nức ngập tràn, ngày nay thống nhất tim thầy quặn đau. Tình thương giác ngộ nơi đâu, cho nên thảm họa âu sầu một mai. Nhân loại thế giới đầy vơi, hành tinh biến động của người tiên vong. Dương gian làm rạn cực tâm, bất hòa thiên địa trần gian họa sầu. Lòng buồn tim chịu tâm đau, nhìn trời trông đất khí trần xót xa. Quý Mão nhìn vận thảm đau, thiên nhiên trao kỷ nạn sầu từng nơi. A Di Đà Phật. Năm châu sáu lục rèn đời, tỉnh tu theo đạo thần trời cứu nhân. Lưới trời lồng lộng ai ngờ, trời mà thả lưới dưới đời tránh sao. Châu thì nhân tự giết nhau, châu thì trời xét phong ba khổ đời, châu thì đất sụt nhiều nơi, châu thì hỏa bốc hại người trần gian, châu thì dịch bệnh ngập tràn, nhiều nước suy kiệt sức người của hao. Nhìn trời ta chỉ thấy đau, vận đen ám khí kiếp nạn tủi sầu tới nơi, mùa màng thất thoát nhiều nơi, mất mùa đói khổ dân thời đau thương. Lệnh này bùa xuống tứ phương, ai hay ai biết tìm đường cứu dân. Cha mẹ đã bắt đoàn cân, cân đi cân lại nhiều lần chưa xong, bởi vì quỷ dữ đang mong, người nào sai lệch chúng hòng kéo ngay. A Di Đà Phật. Ta buồn thần dáng tâm này, tấm lòng thiện đạo ninh trời nổi thơ. Thơ là phát nguyện dân nhờ, báo dân Nam Việt kính thờ hồn thiêng. Việt Nam độc lập toàn quyền, âm dương thống lĩnh, đạo riêng đáng nhà. Năm tư dân tộc một cha, lạc long muôn thủa mẹ Âu tái hồn. 30 tháng 4 1975 chủ nghĩa là đây. 30 tháng 4 2023 Quý Mão tràn đầy tình thương. Việt Nam nước nhỏ đức tài thần thiêng. Việt Nam, Việt Nam chủ quyền, toàn dân quy chính thánh hiền vào ra. Việt Nam thờ đạo cha già, ngôi sao long cánh phúc nhà rạng tông. Việt Nam thờ đạo vua Hùng, Việt Nam một đảng đạo vào một tâm. Nương giáo cũng một đảng mong, Bắc Trung Nam kết tụ một tổ đạo văn lang đại thần. Kỷ nguyên đánh thức toàn dân. A Di Đà Phật. Việt Nam kính phục đạo Phật thần vua Nam, âm dương một đạo phúc hồng. Dân Nam nước Việt cúng lễ, dâng mã phản tổ tông nước nhà. Theo tổ đạo tà phản cha, tâm linh quy chính phục xa vững bền. 30 tháng 4 1975 giải phóng Dương Trần. 30 tháng 4 2023 Dương âm phất cờ giải phóng tâm linh. Ngọc Hồ Phật Bác giáng trần, giải hết bùa yểm đạo tàu thâm nho. Bác Hồ cứu thế muôn gia, A Nam Đại Việt lập thờ kính tôn. Con niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Dừng bút giáng linh 3 giờ đêm cùng ngày.
Giấc mơ thần tiên. Tháng tư đầu tháng thơ reo, thơ thiên kinh pháp hòa vào thế gian. Trời cáo muôn ánh hào quang, đất linh sinh kiệt âm dương thái hòa. Đất trời tạo hóa sinh ra, muôn loài sinh vật tạo ra thế thời. Âm dương trái đất vần xoay, huyết tinh tạo thể thân người rồi tan. Phật thần tiên thánh vô hình, không không sắc sắc là thân tâm trần. Quỷ tà ma Phật cũng thân, tạo vần nhân quả xoay quanh luân hồi. Thời nào đạo ấy thế đời, âm dương sống chết không rời khỏi nhau. Thời nào cũng phải cúng cầu, muốn nhân tu tốt bảo nhau tu hành. Thời nào thần cũng hiển linh, đời nào cũng có thiện tà cạnh ganh. Có trời, có đất, có tâm linh, có Phật thần thánh ắt sinh quỷ tà. Phật thần tiên thánh cũng ta, gian tham ác độc quỷ ma cũng tâm ta kết thành. Tập tục lễ giáo cũng trần, Phật thần tiên thánh chỉ khuyên hành thiện nhân. Đạo đời hai chữ tu thân, chấp tay tâm xuất thực lòng lễ an. Nén hương tâm đức lập đàn, A-di-đà-phật. Hương hoa quả thực cầu an thái bình, xuất tâm tiền thật chân tình. Kính Phật ta trọng công mình phải đổ mồ hôi. Âm dương trời đất tạo đời, trần sao âm vậy khuyên đời hiểu sâu. Trần dương mê tối lão đầu, tâm lễ không thực thần đâu vào nhà. Theo Phật mặc áo thật mà, theo ma áo giấy tiền giả quỷ tà nhập thân. Tổ tiên theo Phật hồn vinh, cớ sao con cháu ở trần cúng mã tiền giả, để cảnh nhà đáo điên. Tín tin tâm thức văn minh, tự do tín ngưỡng đời thường nhìn xa. Phật thần tiên thánh khác ma, từ bi bác ái mới là đạo tâm. Như không ma quỷ lộn sòng, đạo đồng múa bóng quỷ gian giả thần. Làm đồng không tỉnh nghiệp trần, thầy đồng không sắc thiên ban, nghiệp sau tội đầy, đó là hồn quỷ tàu Tây. A-di-đà-phật. Hồn Mỹ ác độc xưng danh quan này cậu kia, yểm ninh ma thuật tàu đưa, khéo tu gặp Phật mê tà ẩn thân. Cảnh gia chẳng được yên lành, quỷ ma khéo lừa, gia nào kém đức đi theo hầu đồng. Luật đạo thiên ý hiểu đâu, kỷ vận thiên giáng trần mê biết gì. Đồng tà ma đói bất nghỉ, tiên tri trời đất không biết phán ra hầu đồng. Rồi phải mở phủ trình căn, cũng là ảo thuật phép ma lừa mà thôi. Đạo nào như vậy thầy sai, nắm thầy nhiều quỷ giả đời. Âm suy dương loạn của người hụt hao, trời thiên vào cuộc bàn giao. Thiện để ác trị, tránh đâu gian thần. Quý mão oan nghiệp kiếp nhân, năm châu thế giới tơi bời gần đây. Động đất sắp tới đây này, khoa học có giỏi chống trời thử xem. Thế kỷ thanh toán nợ nần, thế kỷ thay đổi đạo đời thay binh. Nam mô A Di Đà Phật ba lần. Kết thúc phẩm kinh Giáng Linh Đại Sứ Đầm Sen Đắk Lắk vào lúc 5:20 buổi chiều tối ngày 26/3 âm 16 dương 2023 năm Quý Mão. Trần Thị Huyền Trang xin chúc các quý vị đọc nhiều để thấm vào trái tim. A Di Đà Phật.